Kính Trung Đức Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là buổi sáng ngày 4 tháng 7 năm 2024. Cái clip này là chúng tôi báo cáo với khách là chúng tôi sẽ giới thiệu về cái sơ đồ tư duy để nhớ chữ. Bởi vì là hiện nay là các bạn học là các bạn luôn luôn là phàn nàn là chữ viết được ra nhưng mà lại quên mất. Thế thì bây giờ làm nào để nhớ chữ? Thì đây là cái phần đặc biệt của bên Tiếng Trung Đức Hiền nhé. Thưa quý vị, bắt đầu xuất phát từ cái buổi tối hôm qua thôi, khi tôi giảng cái bài 4 của HSK2 cho các bạn học viên ấy, thì các bạn bảo là chữ đây là chữ cẩy thì cứ viết thế thôi, nhưng mà lâu lâu lại quên, chả nhớ nó có cái gì. Cũng biết là bên bộ mịch kia xong cái gì đấy, chữ nhân, chữ nhất, chữ khẩu đấy, nhưng mà rồi nó lại quên. Thế tại sao nó như thế? Thế nhân tiện đây tôi sẽ giảng một cái sơ đồ này cho quý vị nhé. Mình xuất phát bắt đầu từ chữ hở là cái hộp nhá. Ở trên là chữ nó như cái nút chai, trong dưới là cái miệng chai ấy. Chúng ta vặn với nhau vào thì nó hợp nhau lại, thì chúng ta nhớ được chữ hở là hộp. Và chữ hở này thì nó có chữ hở ly, tức là hợp lý này, hở phá là hợp pháp này, hở hở là hòa hợp nhá, hòa hợp dân tộc đấy, hở hở miến chủ. Thì hòa hợp dân tộc. Thế bây giờ chúng ta cái chữ hở này là hộp này, nhưng mà thêm cái bộ mãnh ở bên dưới, bộ mãnh là cái đồ đựng ấy, bộ mãnh số 108 ở trong 214 bộ thủ nhá. Hở trừ là cái hộp nhá. Thế thì cho nên là chính là cái chữ hở này thì mình cũng hình dung nó chính là cái chữ hộp giản thể này. Trong từ đấy mình bây giờ đi sang này là chữ cẩy. Chữ cẩy thì chúng ta thấy là một bên là chữ mịch, là cái dây buộc nhá. Là bộ mịch bộ 6 nét số 120 là lụa đấy. Thế bên kia là chữ hở là hộp. Thực ra là chữ hộp nhưng mà nó thiếu cái bộ mãnh ở dưới. Thế thì mình hình dung đây này, tôi đã vẽ cái sơ đồ này, cái dây lụa mà buộc vào cái hộp thì nó thành một cái quà tặng. Chính vì thế nó mới gọi là sung cẩy. Sung cẩy là tặng nhau nhá, cho nên có cái chữ cẩy này. Cho lần sau cái chữ cẩy này mà nói đến chữ cẩy cái thì mình nhớ ngay ấy là mình đang buộc một cái dây vào cái hộp để mình tặng nhau nhá. Thế có cái câu là sấm mà liễu bù nâng sung cẩy chung của rèn, sấm mà liễu bù nâng sung cẩy chung của rèn, tức là cái tòa quà tặng gì thì không được tặng cho người Trung Quốc. Ví dụ là cái mũ xanh, ý thế. Thế như vậy là chúng ta từ đấy chúng ta không bao giờ quên chữ cẩy nữa. Một bên là chữ mịch, một bên là chữ hở nhá. Đấy, chữ hở là hợp, cũng nghĩa là cái hộp luôn. Thế tiếp tục này, từ cái chữ đây vì chữ cẩy rất hay dùng trong ngữ pháp tiếng Trung, nó có cả cái chỗ là và cái nỉ tả tiếng Hoa. Người ta không nói là, ví dụ nói tôi đưa gọi điện thoại cho bạn, không nói là ủa tả tiếng Hoa cái nỉ, mà lại phải nói là ủa cái nỉ tả tiếng Hoa đấy. Hoặc là ủa cái tha mãi liễu, tôi mua cái quà tặng cho anh ấy, ủa cái tha mãi liễu đấy, thì nó cái chữ ủa cái nỉ tả tiếng Hoa đấy. Thế thì như vậy là chúng ta bắt đầu xuất phát từ chữ hở là hộp, chúng ta chữ hở là hòa hợp này, hợp pháp hợp lý này, chúng ta ra được chữ hở chỉ là cái hộp, và bây giờ mới chuyển sang là chữ cái là cái quà tặng nhá, thêm cái dây buộc là quà tặng. Tiếp tục này, chữ hở này mình mới dịch lên trên, chữ hở ở trên xong dưới là chữ sẩu, bộ sẩu là bộ số 64, bộ 4 nét bộ số 64 bộ thủ. Thế thành chữ nã này chính là chữ nã nhá, trong chữ truy nã, nã là lấy nhưng cũng lại là chữ truy nã nhá. Chua nã là truy nã. Chữ chua cũng rất dễ đây, chữ truy đấy, một bên là bộ thẩu vắn tắt này, bộ thẩu giản thể. Xong bắt đầu đến chữ túc này, thủ túc cái thì là thành ngay như là chữ chua nã là truy nã. Xong này nã pí là gì, là lấy cái cây bút. Ví dụ như thầy giáo ấy bảo học sinh này bao quá nã ít cái pí, chẳng hạn thế, mà cậu lấy cho tôi một cái bút chẳng hạn thế nhá, nã pí lấy bút. Thế này, như vậy chúng ta lại từ cái bộ hợp chúng ta lại thêm một sẩu vào bên dưới thì chúng ta ra chữ nã. Nã là bắt lại, là cầm lấy nhá, nhưng mà cũng là cái chữ bộ thủ này mà chúng ta lại là gọi là cái bộ thủ biến thể đi đấy, nó ở bên đầu này, chữ bộ thủ cộng với chữ hợp này thì trong cái chữ là sâu sư là thu thập, như kiểu là thu thập tin tức, thu thập như kiểu là đi thu thập cái thông tin để dân số, để gọi là điều tra dân số, để ví dụ thế.
sâu sư để thu thập, thì là cái tay cầm một cái hộp thì thành thu thập thôi, rất là dễ. Tiếp tục này, một cái chữ nữa là cũng là cái chữ hở này, nhưng chúng ta trong khi mà chat với nhau chúng ta hay thả ha ha, thì khi mà chúng ta viết hai chữ hở nó hiện lên chữ ha ha này, hơ hơ ha ha nhá, đấy đọc là ha ha này, thì là cái chữ ha ha đây trông như là cái mặt cười này, như cái mồm trong cái chữ kia trông như mặt cười này, ha ha, thì thêm chữ khẩu vào với chữ hở thôi là thành chữ ha ha thôi. Đấy, cái này là từ tượng thanh nhá, ha ha. Đấy, xong tiếp tục này, cái chữ hở đấy mà thêm cái chữ bộ trúc ở trên, cái bộ trúc là bộ 6 nét số 118 thì thành chữ tả, trong chữ huế tả, thì cái này nó lại là từ tượng hình nhá. À, nó không liên quan đến cái hộp nhưng mà trông nó như là một cái mặt cười này, tôi vẽ bên cạnh này nhá. Đấy, huế tả, huế tả là hồi đáp, là trả lời nhá. À, nì vân vừa huế tả, bạn hỏi tôi trả lời nhá. Nì vân ba vừa chịu mà sang huế tả, nì vân ba bạn hỏi đi, vừa chịu mà sang huế tả, tôi sẽ ngay lập tức trả lời nhá. Đấy, hoặc là tả an là đáp án nhá, tả là đáp mà, huế tả là hồi đáp. Tả an là cái đáp án, người ta hay hỏi là trong cái kỳ thi HSK thì đáp án là thế nào. À, na ni chữ đào na sầm tả an, đấy cái đáp án nào nhá. Đấy, sơ sơ là như thế. Đấy là chưa kể là ví dụ như là y chữ cửa là con chim bồ câu này, thì lại là cái hình cái hộp trong con chim nó, cái chữ điểu ở đằng sau này, đằng trước là chữ hộp này, là con chim nó cắp cái hộp, ý là cái hộp thư đấy, là con chim đưa thư, thì chính là con bồ câu, có tên nó là y chữ cửa, là một con chim bồ câu. Cái này thì ít dùng, nhưng mà nếu mà mình có nhìn thấy con chim bồ câu thì nhớ ngay là nhà thầy Đức Hiền đã giảng rồi, một là con chim nó cắp cái hộp đó, y chữ cửa. Tóm lại là từ cái chữ bắt đầu đi tìm cái chữ cẩy này, vì chữ cẩy nó quá hay dùng luôn, của cái nỉ tả tiên hoa, thì chúng ta phải truy lùng ra cái chữ hở là hòa hợp, hợp lý hợp pháp, xong là ra chữ nả, rồi ra chữ hở chữ vân vân. Cảm ơn quý vị nhé, và xin quý vị là liên lạc, xin quý vị kết bạn với bên tiếng Trung Đức Hiền với cái số Zalo này 0984666999 nhá, 0984666999, để tôi cho vào trong nhóm là ngày nào chúng ta cũng có thể là trao đổi miễn phí về chữ Hán và về các cái học thuật nhá. Đấy, cái nhóm này nhóm miễn phí. Thế còn thì bác nào mà muốn vào trong lớp nghe giảng ấy, thì được miễn phí 10 buổi. Còn sau đó là đóng 700.000 một tháng, thì là cứ ngồi trong lớp một tuần là giảng là 5 buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6. Đó, từ 8 giờ đến 9 giờ 30 nhá. Mong các bác là ủng hộ, hoặc là mong các bác là cái tham gia. Xin cảm ơn. Xin chào mọi người.